chào tất cả các bạn nha. Chào bạn Tâm ơi. Chào các bạn luôn. Lời nói đầu tiên cho kênh Săn Bắt Săn Hộ TV, chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn nút like, nhấn chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Anh em mình cũng rất cảm ơn cả nhà trong thời gian qua đó xem kênh cũng như trên màn ảnh nhỏ của kênh Săn Bắt Săn Hộ TV. Anh em mình rất là cảm ơn rất nhiều. Mong rằng cô dì chú bác anh chị em như bạn bè gần xa tiếp tục ủng hộ anh em mình bằng cách là giới thiệu cho người quen cũng như là bạn bè để ủng hộ anh em mình có động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Đây là khu vực mà cái luồng mới nha mấy bạn. Bữa mình đi thăm chúng đó thì bữa nay mình đi thăm lại quận 2 nha mấy bạn. Quận đầu tiên thì được 6 em. Tiếp tục mình đi thăm quận 2 nha mấy bạn. Giờ này khoảng 7 giờ 10 nha mấy bạn. Trang y cũ mấy bạn ơi. Đây, tiếp tục. Đây là lứ túi chạy nước. Rồi lên đường. Rồi lên đường. Khu bờ này thì em mình nó dân có 2-3 tay. Có hàng bò coi. Có hàng. Đây phải dân dấu vậy nha các bạn. Cái mắt lứ và mắt rắn và cá mấy bạn. Mất đi con lại mấy bạn ơi. Đây này cỡ nửa ký. Dạ bá. Mình cũng dẹt xương xương thôi nha các bạn, đừng mình giữ lại cái thế nó, đừng mình dăng lại các bạn ơi. Để làm quá cái dễ thấy, dễ phát hiện. Rồi xử lý nó đi. Trời trời trời, mình nắm nó mà nó ghi vậy mình đúng không? Mạnh lắm. Con này chắc có cái rồi ta. Đưa nó ngủng rồi. Cá dính không quậy dữ, cũng ít đường lưới dữ nên là cắt một cái mặt lấy được, còn mang được dính lặn là nùi nùi, dính lặn quậy banh thật không. Cái bờ này chắc có gắn rồi các bạn ơi, bữa chiều cử trước mình thăm cái tay trước có dính rồi, mình nói gặp người quen đó. Gặp người quen phía bên đó đó. Bên này chắc có nè. Cử này dính cái tay này ngay mình dập xong nè. Mới dập xuống dính nè. Luồng mới là mình đi là mình phải dặm thêm gì đó. Tại luồng mới mình dăng chưa được nhiều lứ. Đi quận đồng tham khảo coi bờ nào có gắn. Bờ nào mình thấy có gắn rồi cái đồng mình xuống luồng đó. Xuống thêm. Còn chỗ khúc nào mình thấy nó không dính là cái nghĩa không có gắn đâu. Ăn có mấy bạn dăng mau dính lắm. Nó nhảy hơn lợp nhiều lắm mấy bạn. Yêu cầu đi là dính đi dính. Đóng đóng. Có mấy bạn comment xin giao lưu đó thì như em mình cũng có nói ra là có gì mấy bạn cho hay anh em mình trước vài bữa vậy đó để anh em mình sắp xếp, nên để nhiều khi anh em mình đi ruộng hoài, đi đồng đi ruộng hoài mấy bạn không có nhà tiếp mấy bạn được. Mấy bạn thấy ngày này thì hiểu rồi đó, ta đi ngoài ruộng nhiều hơn ở nhà nữa đó mấy bạn, chiều mới về được tới nhà. Sửa lại cho đẹp chút cho mấy cô bạn hàng mới gắn đẹp quá mấy bạn ơi. Mới dính buổi sáng. Để chắc gì lại cũng hơi sáng luôn. Còn ui đã không lại. Gắn này thì tầm nó bằng gần nửa ký nha mấy bạn. Mấy gắn cái cơ này có trứng, gắn này gắn được không nè. Cái có trứng. Gắn cái cơ này vô mùa sinh sản của nó rồi. Đẻ gầu lứa rồi đó, giờ đẻ lứa hai. Con đầu tiên nha các bạn. Con đầu tiên các bạn ơi.
Dùng mình ở đây thì gắn này nhiều lắm nha mấy bạn, tùy theo dùng mà. Mà ngược lại không có hèo chứ không có hố đất nữa à. Không có đèo không có đất chứ không có chứ của anh Phụng con gì tập đi tập năm gì đó. Rồi em mình sửa tay lưới lên nha mấy bạn, như là đợt trước em mình có hướng dẫn mấy bạn cách gian đó. Sửa lại nào đi thăm tới có dính vô đám mát cho bạn xem nè. Rồi tiếp tục khu vực bờ xài nè, em mình có tay nha mấy bạn. Nãy giờ đi túi quá mấy bạn ơi, nắng quá nắng. Mới có 7 giờ mấy mà nắng. Cháu chèn hả? Dính dính à. Thằng ơi lãi lãi hết hồn như vậy, lãi đây còn nặng nó cối và kinh không nghe các bạn, luôn nó lãi bự này chuột cắn đứt dây luôn à, dính gắn lại con chuột nó tính hạn gắn mà ha không được để chỗ cắn đứt dây luôn à, vận dụng hết hồn ha, này còn nó quấn lộn nhau gì, lãi to, rồi tiếp tục chiêu cũ các bạn ơi. Nói gì? Bà này mình mới giăng được con tay nha các bạn, bữa nay có dính mình nung thêm, nung thêm à, mình mới thử rồi. Con này bự hơn con nãy nữa nha các bạn, cỡ cỡ con nãy 9-10. Tiếp tục xử lý nó. Ồ, mấy con gùi gà nó kiếm lại cho đó đó. Địch tửa được là xịn đó. Ngay ra nè có địch tửa nè. Ngày rửa nó kỹ mới được. Rửa mấy cái trắng móc mấy cái trắng trắng đó đó. Con này dính nhẹ qua nghe bạn. Dính lâu rồi bởi nó quậy quá quậy. Nè. Sửa sửa nó lại nha bạn. Bữa nay về mình đi bán rồi, bạn cử gầu với cử này cũng nhiều rồi mấy bạn ơi. Bữa nay nè. Xử lý nó cái mấy bạn ơi, nó bị mấy gùi tủa nè. Mà con gắn lãi nha, mấy con gắn mà nó bị thẹo này ha, hai rửa vợ. Biết gì không, nó lầy á. Nó lầy thêm thôi. Nó lầy thêm, bởi mình vàng dặm cho khô, để khô gá không phơi nắng cho khô, mình đi bán ít có thẹo. Rồi, con thứ hai nha mấy bạn. Con con nha. Con này quê mình giờ được 140-150 nha mấy bạn. Con đang lên từ từ nha. Lên từ từ. Có lúc năm ngoái có lúc nó 300 mấy nha mấy bạn. Lãi nữa. Nó mắc hơn hữu hạnh, hữu hạnh ít bữa nó xuống giá nha mấy bạn, mình cũng thông báo mấy bạn biết luôn, bây giờ nó đang có độ tụt rồi đó, tại vì xe lạnh bắt đầu nó đi nhiều mấy bạn, tại mình ấy kỹ ba con này ra bạn ơi, để nó hư gắn hết. Rồi thôi nghe mình xử lý gắn nên mình đi sửa tài lưới lại đi thăm bẫy tiếp mấy bạn, nào có dính mình báo máy cho mấy bạn xem nha, để tránh mất thời gian. Chó mà nó sủa mình qua chạy rồi hả? Ngoài chó mình lên tàng hình nè. Rồi tiếp tục cái bờ này em mình nó cũng có hai ba tay, mỗi con bờ mình vô tay hai tay gì đó mấy bạn. Bờ nào có chúng có thấy răng nhiều hình răng. Bà... hả? Gì nữa hả? Ồ. Tan biến liền. Con hành là có tiền nha các bạn. Xử lý như này. Con này mới dính tối nha bạn. Con này còn đẹp lắm. Con đi quá. Ông chú ông chồng gãy lên đó kìa. Đó. Sao mà thấy ông chú không? Chú sao từ. Trời ơi nằm một thanh đá.
chạy vài ly dính nó không cũng được mấy chục ngàn rồi, người ta lứa ngàn hai ngàn người sợ gì. Thơm mùa hành mấy bạn ơi, có mùa hành là có tiền nha mấy bạn. Bờ này giờ mới hai tay hả? Mình giang hai tay, hồi có gì chắc giang thêm tay nữa, hai tay nữa đi. Cố gắng mà. Bờ nào mà có dính cứ dặm thêm hoài, tại mới đi ra giang mấy cử đầu á mấy bạn. Nói chung mấy bạn vô ngày này là nữa mấy bạn cũng biết hiểu điều đó. Có bờ khúc nào có dính mấy bạn đi bẫy lợp được không gì nữa, khúc nào dính mấy bạn mới thêm lợp băng vô bờ đó, còn nó không dính rồi thôi, mình chỉ thăm dò thôi. Tại này mới thăm cử này mới cử thứ hai nghe mấy bạn. Mới cử thứ hai. Cử gọi cũng trúng đó nghe mấy bạn. Có cái bờ bên đó nó bị tàn phá đó mà bạn, bị người ta chặt đốt rồi chắc nó dạt qua hai bên mấy đây nè, bờ phía bên kia bờ nhãn quá trời đá rồi bạn ơi. Dùm gần cho bạn xem bờ nhãn nha. Đây là miếng ruộng của người ta nha mấy bạn, chứ không phải sông. Ôi, con hành còn quá đẹp luôn mấy bạn ơi. Con này gắn nhì được không Tâm? Chắc được. 4 lạng mấy gắn nhì hả? 3 lạng. Đó, gì được mà. 3 lạng gắn nhì. Đây, kết quả mình nãy được 2 con nha mấy bạn. Hữu lấy. Rồi, một em hữu hành. Gắn này mới có tiền nè các bạn. Con đó không bằng, gần bằng hai con đó đó. Con này chưa bự không đó, chứ gặp mấy con chừng nửa ký đã hơn. Vô tỉnh thắt rồi mà nhờ mấy cái tay cuối nó vớt vát rồi mấy bạn ơi. Con như vậy là ngon rồi. Làm này thì nó cũng vậy đó mấy bạn ơi, khi trúng khi thắt. Nhiều khi thì còn một hai tay cuối cùng mà nó dính, mà nhiều khi nguyên một đống lớn mà nó không dính. Em mình sửa hết cái lưới lại nha bạn. Lưới này cũng còn đẹp lắm hả? Đẹp chứ đâu gì, lưới mới mà. Anh xuống hoàn toàn trên đây là em xài lưới mới không đó. Xuống nguyên luôn lưới mới luôn. Rồi, sửa cái lưới lại rồi mình đi thăm bẫy tiếp mấy bạn ơi, cũng còn không nhiều lưới nữa. Mình chụp tay nữa gì. Tiếp tục khu vực này mình có tay lưới nữa. Mà. Con tay ngay đầu bờ này mấy bạn ơi, gần hết lưới rồi còn có con tay hai tay nữa. Dính chết mấy bạn ơi. Ôi ôi, con lái nó bự. Tay này chắc phải dùng tuyệt chiêu thôi mấy bạn ơi. Chắc tuyệt chiêu cuối nữa. Tuyệt chiêu cuối nhỏ đại, nhảy người nhanh khi vô phương. Cái cán banh dành cái đầu chân. Ngay như chuột đủ. Chuột bình bếp. Rùi, lớp rùi tổ nè. Rùi đó mới hư nè, nhưng khúc này còn cứng ngắt nè. Rùi địch đâu tàn hình tới đó. Cái mới đây. Này mới văng được cử gậu luôn nè. Để xuống nước cho con hổ kia nó ăn nam xỉn chút. Rồi, em mình chơi thì chiêu cuối là cho nó xịn gã ra, lấy lưới ra nha. Vậy nó mau đó, mấy bạn để em bỡ chậm. Tay chỗ này đúng thế ha. Rồi. Ra ngoài đi vô. Em mình dăng lại tay khác mấy bạn ơi. Còn có hai tay bờ kia nữa hả? Còn mấy tay nữa đấy. Rồi, có dính nữa mình bấm máy cho các bạn xem nha. Mình dính thì nên mình sẽ tổng kết. Này mấy anh em mình có mười mấy tay nha các bạn. Khu vực này lúc trước anh em mình đi đánh cà cuốc với cọ đâu nè các bạn. À, có cầu khỉ thân quen không? Đây có cây cây này kêu kêu cái gì bên này, cây cọng không? Cọng. Đây con tay luôn mấy bạn ơi. Cầu thủ mát quá mát. Này mình mới dặm luồng mới nha mấy bạn. Vật này có dính nè. À, cái gì vậy? Dính con gì? Dính lại. Nè, nên tay lưới này mà sơ ý là không thấy dính luôn mấy bạn. Nó dính nằm trên đó kìa. Nè. Dính nằm lên ghe đây nè, nhìn đây thấy tay lưới còn đứng sững nha. Cái này sơ ý là rồi đó. Lại cũng to nghe bạn. Này sao dính đực không ta? Này gắn cái. Ừ. Đích hết vào mà.
Cái này con này để rồi ha. Bởi vì nó anh thấy nó đâu quậy nhiều, còn gắn kia nãy đứt dây diện giờ làm thấy ghê không? Còn mấy này nó yếu xịu à. Cá nó dính rồi nằm lẻo như rồi đó. Cáp dữ mày. Để tôi giải cứu mày cho cáp. Giải cứu. Giải cứu tiểu bé nè. Gặp mình nó quậy nó giữ chơi nãy nằm ghe. Còn đó người ta mà kiếm chưa gặp nữa kìa. Vô kiếm sao mới văng luồn đi lần đầu tiên nên nó dễ quên quá các bạn ơi. Đánh còn tay nữa nha các bạn, đây hồi nghe mình kiếm sao. Nó quận vô kiếm đi, vô em kiếm rồi sẵn dặn thêm về tay. Gấp này cũng nghĩ thế nè. Rung rung kìa. Giải cứu người cho khó khăn quá. Đây đang dị cho chắc nha các bạn. Thổ nón đi các bạn ơi, nón. Để nó táp chạy trước công bạn ơi, chứ gắn này nó cũng không có độc các bạn ơi. Nãy khu vực trên kia mấy tay cuối không dính, không quay cho các bạn xem. Dưới này thì em mình bữa đó nó đi buổi chiều nó đi dặm thêm mười mấy tay dưới này. Khu vực này lúc trước mấy anh em mình hay đi đặt bẫy chuột đó mấy bạn. Bẫy chuột nè, rồi đi đánh cà cuốc chứ mà đánh cò con đêm. Khu vực này của người quen. Cái này cũng an tâm. Cái này còn ngon quá. Cái này còn mạnh nữa. Trâu trâu, ỉa kìa. Quá ỉa. Rồi. Cái này ăn cái bệnh nó yếu. Rồi mà tối thôi nãy trời ơi trời ỉa mình mấy bạn u. Chết luôn rồi. Hồi nãy thì, chết anh con ngắn lãi nha các bạn ơi. Khu nãy được 4 con, chết 1 con còn 3 con. Này về mấy khu này mới dính từng con. Này về tắm cái mấy bạn ơi quá rồi mấy con. Con nãy nó quậy quậy nãy sao tự nhiên bỏ vô hỏi chết luôn. Chết hay giả chết diễn biết để hơi đợi về biết rồi. Rồi cho vô túi đi Tâm ơi. Rồi nãy đi. Vuốt cho nó cặp. Trời ỉa nữa kìa. Còn gì nữa đâu ỉa. Rồi cho vào túi thôi. Ừ, ý hoài mày. Ý hoài luôn đi. Bọn mày ăn dữ lắm hả? À, bên này cũng như chung mánh nha các bạn. Túi ở đây. Túi nha các bạn. Dòng là đây tới cuối làm con hô hành với con hô ngựa nữa là anh em mình coi như bữa nay chúng lớn nè. Đúng bên đây hô hành có chứ hô ngựa thì ít. Cái con ngựa. Rồi. Lên được. Lên đường thôi. Này lấy thì khóa xe ha. Ơi khu vực này em mình có con tay nha mấy bạn. Nãy giờ đói bụng quá trời. Mình đi bắt con ong ruồi ăn. Không quay lại cho mấy bạn xem đói bụng quá trời đói bụng rồi. Dính hả? Đánh mình sưng mỏ luôn. Ồ, hổ hành mấy bạn ơi. Đây. Anh chụp con này ha, lấy con kia. Con kia đi. Mày tới. Hành nữa mấy bạn. Hành đá mấy bạn. Mày to nghe bạn. Mày to. Có tại nó bụng rồi, kiếm cái chú ăn không có. Đi sớm không đem đồ đủ đồ ấy. Em đi là em bữa nào mà anh thấy em lấy chai nước là em hiểu là cái luồng nó lớn rồi đó. Thứ nhất thứ hai là dặn thêm. Cưng có đem cơm theo không? Em đi ở đây là chưa đâu, ít bữa nữa kìa, bữa ăn nhiều kìa, còn này chưa đủ lực mà. Mua hành này cũng bự nha mấy bạn, bự hơn con nãy quá đã. Ôi nãy đi phía bên kia không dính hả? Phía đặng dằn được có mấy tay à, mấy đặng đó đi vô nhà đó ngán quá, bà bự nó ngoái dằn nó không dính đó, nó dính có khúc này nè.
Máy bà đừng có văng mà. Đừng ông để cái sưng mỏ rồi mấy bạn. Cái bụng nó chịu không nổi luôn mấy bạn. Ui ui nó hạnh ngon. Nghe nghe bạn. Đã học. Văng mà dính cái này mới đá nè. Gì nó mới sướng đó. Rồi thôi em mình bỏ vô nha mấy bạn, cái này cũng chưa rồi, chuẩn bị về ăn cơm, đói bụng quá trời đói bụng rồi. Còn mấy tay nữa hả? Rồi nào có dính nữa mình bấm máy cho mấy bạn xem nha, quá trời không hạnh đã. Đây nha mấy bạn. Bấm cho mấy bạn xem mình ăn cái kẹo mật ong còn được nhiêu nè. Nãy giờ mình ăn đói bụng quá trời. Rồi bạn ăn với mình miếng nha, còn nửa kẹo. Quá ngon mấy bạn ơi. Nãy giờ không có bấm máy cho mấy bạn xem. Mấy tay luôn mấy bạn ơi. Ồ. À. Uống nước mấy bạn ơi. Nước, nước này cũng không bự hơn. Cả hai còn gọi là gắn gáo nữa mấy bạn. Đây. Hổ lửa nữa mấy bạn. Đây. À. Không, cũng chưa bự hơn. Xà lưới xử lý nó nha bạn, đầu vô yếu rồi đáp liền nha, vụ vụ nó mình chụp nó mà vuốt cục nó chê rồi các bạn, mình để đây luôn các bạn ơi, bắt ra xem sơm tại chưa nghe mấy bạn, tranh thủ về nè, xử lý bắt luôn đi tâm ơi. Này nữa là con thứ sáu gì rồi đó hả? Bữa nay tính là trúng lớn chứ. Tính hạnh tính mới đầu thấy thắt ha. Tính không hạnh là thấy khỏe. Thực hay không hạnh cái khỏe mình. Nó thì vậy đó, đâu có biết trước được đâu. Bữa nay thắt không mà trúng mấy bạn ơi. Đói bụng quá nó chuyện hết nổi luôn mấy bạn. Ăn hết cái kẹo ổ mặt rồi đó. Thằng này cắt lưới cũng đỡ dữ rồi. Trời con quá rồi. Nước thì cũng dính vào đường dữ lắm đường. Cắn te tua tờ lưới, cắt te tua tờ lưới. Này bỏ hay nhiều mặt ha. Quá nhiều. Đường tự hết. Biến gỡ. Quá trời đường. Chứ này ta này chiến sao nữa chắc lạng quạng có con chui quá. Rồi rồi đó. Rồi, cá ché luôn mấy bạn. Đang băm cầm cái lưới chừng này. Đây ghim cỡ này trời nắng, ghim nó rút ra không được. Nó đâu rút lên được bởi còn nguyên chăng. Nhìn kỹ mới thấy. Đây. Túi luôn nha mấy bạn. Này vô mánh lấn. Chết bà vô cắn. Quỷ rắn nó cắn. Đem cái túi một. Đừng cắn hữu hành người ta nữa nha. Cắn hữu hành chảy nè. Còn cái cục sát sát xuống mình cho cắn. Dạ. Con lồng gãi nó không cắn. Con lồng gãi nó cắn. Cắn cái nó ngoài nha bởi ư ấy nãy rồi thấy không mấy bạn, một túi nè nghe bạn, túi luôn trời ơi cắn chảy máu liền này thấy không, cắn còn gì cắn nào đừng cắn cũng hành nha. Rồi rồi mình mới sửa lấy lại rồi mình đi, còn có mấy tay nữa không mấy bạn ơi, đâu mấy túi về tới nhà nha mấy bạn. Đó.
ông kết luôn tạm như con người ta lại 6 con không? 2 con 3 con lãi, 2 hành con nước là 6 con, dụng con là 7 con. À nói được rồi. Ừ, dụng hết con đây được 2 quả bữa nay là 7 con nha mấy bạn. Quả chợ đó bụng đúng rồi. Này cũng cỡ 3 kg hơn 3 kg mấy bạn ơi. Con rồi, hành to. Bữa nay là anh em mình trúng lớn nha mấy bạn. Rồi, thôi cho anh em mình chào mấy bạn clip này nha. Rồi, chào mấy bạn. Chào mấy bạn luôn. Rồi, xin chào tất cả các bạn clip này nha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn nút like, nhấn nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà.